lưới mẫu mã đẹp, độ ngọt cao, ít sâu bệnh, canh tác dưa an toàn, lựa chọn các giống dưa ngoại đạt năng suất cao, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Khu nhà kính rộng 2.000m2 trồng dưa lưới Ichiba, một trong những sản phẩm dưa lưới đạt chứng nhận OCOP 3 sao của hợp tác xã rau Yên Dũng tại Bắc Giang. Đây là một trong số hàng trăm nhà kính hiện đại của hợp tác xã này. Toàn bộ các giống dưa được trồng tại đây đều là những giống dưa nhập ngoại có năng suất và chất lượng, độ đường cao. Dưa lưới thì thực ra mình cũng sẽ phải đa dạng sản phẩm để tăng cái phân khúc để tìm kiếm khách hàng. Và tất cả gần các cái sản phẩm dưa lưới của hợp tác xã thì đều đạt OCOP 4 sao và OCOP 3 sao. Đối với cái dưa lưới này thì bây giờ mình đang trồng giống là giống Ichiba. Giống Ichiba này thì đặc điểm là quả nó sẽ rơi vào khoảng 1,6 đến 1,8. Thì nó có một đặc điểm đấy là ăn rất là giòn và ngọt, vỏ rất là mỏng, độ brick nó có thể đạt đến 16. Thì cái giá thành bán của cái giống dưa Ichiba này rất là cao ạ. Giá buôn thì khoảng 40-50 xuất buôn tại vườn ạ. Trồng dưa trong nhà kính phát huy được nhiều lợi thế như dễ dàng quản lý sâu bệnh hại. Cây trồng được sống trong môi trường ổn định, không chịu tác động của các yếu tố bất lợi ngoài môi trường, nên cây phát triển khỏe mạnh, đồng đều, năng suất cao. Cây trồng ít sâu bệnh, không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên vừa tiết kiệm chi phí, lại cho sản phẩm dưa an toàn. Chính vì vậy, sản phẩm dưa lưới được trồng tại đây đều có đầu ra thuận lợi. Mỗi năm, hợp tác xã thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng từ khu nhà kính nhà lưới này. Thì mỗi một nhà 2.000m2 thì mình có thể thu hoạch được độ khoảng 7 tấn rưỡi đến 8 tấn. Thì nó rơi vào khoảng hơn 200 triệu một nhà. Sau khi trừ phi chi phí đi thì lợi nhuận sẽ thu về được khoảng 50%. Mỗi năm thì mỗi một nhà kính này thì mình sẽ gối 3 vụ. Theo các nhà chuyên môn, để dưa lưới đạt năng suất và chất lượng, việc tạo vân lưới cho quả là một kỹ thuật rất quan trọng. Dưa lưới từ khi trồng đến 45 ngày tuổi là thời điểm tạo vân lưới cho quả. Đây là thời điểm quan trọng quyết định tới chất lượng và độ ngọt của quả. Đối với dưa lưới thì cái việc tạo vân nó quan trọng thế nào và mình làm thế nào để mình tạo được vân cho dưa lưới? Đối với dưa lưới thì cái vân lưới này rất là quan trọng. Quan trọng làm sao nó quyết định đến chất lượng quả. Chất lượng quả có ngọt hay không là do ở vân lưới. Nếu mà vân lưới dày, quả nó vừa phải thì ăn nó sẽ rất ngọt, ngọt sắc và giòn, thơm. Đúng là cái tiêu chuẩn của dưa luôn. Ở ngoài cái yếu tố kali thì cái ánh sáng quyết định rất là quan trọng. Làm sao ánh sáng quyết định được sự hấp thụ dinh dưỡng của cây. Ánh sáng sẽ quyết định đến độ đồng đều của vân lưới. Rồi thì về các yếu tố vi lượng. Vi lượng nó cần một lượng rất nhỏ thôi nhưng nó lại quyết định về chất lượng của quả rất là nhiều. Thế chị làm sao có thể, chị thấy là khi đến cái thời điểm này thì cái quả nó đang bắt đầu tạo vân lưới như thế này là cái ánh sáng mình lúc nào cũng phải để cho cái cây nó thông thoáng để ánh sáng trực tiếp chiếu vào ví dụ như toàn bộ bề mặt lá này là đều có ánh sáng để cho hấp thụ để cho quả nó lớn và tạo vân lưới đẹp đều và đẹp. Để tạo vân lưới cho quả trong giai đoạn này cần điều chỉnh lượng phân bón với tỷ lệ đạm, lân, kali phù hợp. Đối với cái giai đoạn này, cái tỷ lệ NPK nó sẽ phải tỷ lệ lân nó sẽ ít hơn cái tỷ lệ đạm và kali. Ví dụ như cái giai đoạn này thì mình thường chỉnh nó là vào khoảng 10-20-10. Với dưa lưới, nhiệt độ trong khoảng từ 25 tới 40 độ C là nhiệt độ lý tưởng nhất để tạo vân. Vào thời điểm mùa hè, nhiệt độ trong nhà kính có thể lên cao trên 40 độ. Chính vì vậy, người trồng dưa cần phải lưu ý bổ sung lượng nước tưới phù hợp. Đối với giai đoạn này, cái nhiệt độ cao như thế này, thì mình tưới vào khoảng 1,5 lít nước cho một cây, một bầu sơ dừa. Phân bón thì mình sẽ căn theo tỷ lệ dinh dưỡng, tức là ở trong môi trường này thì cây cối thì mình sẽ căn độ dinh dưỡng đó là EC rơi vào khoảng 1,8. Ngoài ra, để giảm bớt nhiệt độ trong nhà kính, hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã đầu tư hệ thống lưới cắt nắng. Khi nhiệt độ trong nhà trồng dưa lên cao vượt ngưỡng, hệ thống lưới cắt nắng sẽ tự động mở để che bớt ánh nắng. Nhờ vậy, nhiệt độ trong nhà kính cũng sẽ giảm để phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển. Với nhiều ưu điểm, mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính đã và đang đem lại những hiệu quả thiết thực. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững,
đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp.